Dạ dạ. 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 Dạ dạ rồi cảm ơn chú Năm. Dạ, ginh ginh giùm à, cái nào cũng vậy á. Này là đủ không? Bữa nay Tâm với Hằng cho quà ở xã Long Hữu 12 hả Nương? Cấp 12. Thì phần quà, mấy phần quà này là của chị Hạnh nha. Chị Hạnh ở bên Canada. Thì gửi tiền về cho Tâm với Hằng gửi quà cho bà con của bác. Ở đây trên này thì mình hẹn với bà con là 8 giờ rưỡi. Giờ Tâm chở mì lên, gạo thì là chở lên hôm qua rồi. Thì đợt này một phần quà là một bao gạo 25kg với một thùng mì. Ở đây là ấp 12. Chào cả nhà buổi sáng. Cái này cho học sinh nghèo chứ không phải hộ nghèo. Thế học sinh cũng không có hộ nghèo. Ừ, học sinh mà có hộ nghèo á. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15 phần. Ở đây 15 phần. Bữa nay cho trong trụ sở 800 mà chị Hạnh gửi về 800 là mình nhờ ở trên kia đổi luôn mới được là 14.700. Tên, anh đọc tên vô đi mình cho. Thì cái này Tâm đọc lại nha. Gạo là 355.000 một bao nhân 134 thì bằng 12.070.000. Mì tôm là 74.000 một thùng nhân cho 34 thì 2.516.000. Thì tổng cộng gạo với mì là 14.586.000. Thì chị Hạnh ở bên Canada gửi về 800 đô nha. Nổi ra được 14.720.000. Thì tổng cộng hai cái này thì còn dư lại là 134.000. Đó, bây giờ mình sẽ gửi tặng quà cho bà con. Em đưa cái giấy đổi tiền của chị Hạnh giùm anh Hằng. Bữa nay đi thì có bé Nguyên. Chào cả nhà con. Chào cả nhà. Đưa cái giấy đổi tiền giùm anh rồi. À, bữa nay thì Tâm với Hằng lên nhà Nương nha. Bữa nay thì mình cho ở ấp 12 xã Long Hữu. Cái này là chị Hạnh gửi về nè, để 800 đô Canada này nha. Thì nhờ cái người giao tiền á, Tâm đổi cái tiền Việt luôn. Chứ đem về đây thì Tâm với Hằng đổi nó bị rẻ hơn. Thì đây nó cụ thể. À, danh sách thì em nắm hết rồi thì em cứ kêu tên từ người nhận đi. Bà con thì cũng mới đủ. Ừ. Bị sao vậy? Hả? Này sao em? Con của ai? Con ai vậy? À, bị bệnh gì vậy? Ủa, nó bị bệnh gì hả chú? Bị bệnh gì hả chú? Vì hồi đó nó bị ung thư hoặc xương sọ rồi xong nó cũng thấy đường, bây giờ nó không thấy. Không thấy đường luôn hả? Không thấy. À. Mấy tuổi rồi chú? 12 tuổi, có ba lớn. À. Đá thì cũng không biết thôi. À. Sống chỉ vậy thôi. Thế tội nghiệp quá ha. 12 tuổi. Giờ nó đâu có thấy đường cái gì đâu. À. Hồi nãy nó ngồi cạnh mình tôi, cái nó mò hỏi mò gì con, mò cái ông nội còn màu dành con. À, vậy là cái này là ông nội. Ông nội. À, còn ba mẹ làm gì? Mẹ nó bỏ nó hồi 2 tuổi tới giờ. À, ở với ông nội. Đi nằm trung tâm bú về rồi thấy bệnh gì nó bỏ luôn. Dạ. Yeah. Bỏ hai đứa con nuôi tới lớn. À, cũng tội ha. Rồi ông bà nội làm gì nuôi? Có làm gì được đâu, không có tiền thì chạy đi vay. Dạ. Chớ già đâu có mặn gì được, không ra tiền đó. Thấy tưởng đâu còn nhỏ mà cũng 12 tuổi. 12 tuổi vậy, tuổi rồng đó. Dạ. Ừ. Thì bây giờ cái danh sách em cầm thì em cứ ấy đi. À, cứ kêu bà con mình lại nhận đi, từng người thôi. Đây. Vậy bà con mình ổn định, con thông qua danh sách người mình từng người lên nhận, người đứng giải ngang ha. Mỗi người là 5 người.
một là Lê Ngọc Trâm ấp 10. Ấp 10, Lê Ngọc Trâm. Hai là Hoàng Ngọc Bích ấp 11. Ba là Nguyễn Thị Minh Thùy ấp 11. Bốn là Quỳnh Quốc Cường ấp 12. Năm là Trịnh Phương Vy ấp 12. Nguyễn Hữu Lợi ấp 12. Rồi. Thôi chú lên được rồi. Chú lên được rồi, khỏi cháu đâu. Cháu bị không thấy đường á. Thì bữa nay á qua chương trình này á thì em thì chỉ là nhịp cầu nối thôi, thì của số tiền này là của chị Hạnh ở bên Canada, chị gửi về 800 đô, thì tổng cộng là cho 34 phần á, nhưng mà Tâm chỉ cho trên này 15 phần thôi, còn lại phần mấy phần kia thì Tâm cho dưới kia. Thì thay mặt bà con thì ở xã Long Hữu ấp 12 thì cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều nha, thì chị cũng có những phần quà gửi đến cho bà con cô bác. Đây rồi, mấy chú cứ nhận, mấy anh mấy chị cứ nhận quà đi. Mời chị lên. Rồi có ai phụ kinh gạo, chắc có người lớn đi mà đúng không? Một phần quà thì mình gồm một bao gạo dẻo thường. Thì gạo này là Tâm ăn gạo nào thì Tâm mua cho gạo đó. Thì với một thùng mì gấu đỏ, thùng mì thì 74 ngàn nha, bao gạo 355 ngàn. Có ai không? Có người không? À, có người người nhà có thì cứ kinh về. À, có người nhà có thì mình cứ kinh gạo về. Tại bao này 25 kg nó hơi nặng nha. Còn ai kinh không nổi thì mượn mấy thanh niên kinh kinh phụ. Bởi gạo này ngon lắm. Mình ăn gạo nào mình cho gạo đó. Rồi tiếp tục 5 người nữa. Con 325 kg ăn cho lâu. Rồi tiếp tục đi. Xin mời Lê Ngọc Trâm tập 10. Chị Lê Ngọc Trâm. Quỳnh Hữu Vinh ấp 12. Nguyễn Hoài Tường Quy ấp 12. Sao hết? Mai Thị Thiết ấp 12. Trần Ngọc Dung ấp 13. Trần Ngọc Dung. Nguyễn Thị Diễm Phúc. Rồi đủ 5 người rồi, để tiếp tục về không bây giờ thì cứ nhận đi ha. Ở xã Long Hữu, cảm ơn chị Hạnh ở Canada đã gửi tiền về cho anh Tâm, chị Hạnh gạo và mì tôm hỗ trợ cho bà con ở xã Long Hữu. Em xin trân trọng cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị sức khỏe để có điều kiện để tiếp tục đồng hành ủng hộ cho bà con khó khăn ở trên mọi miền đất nước. Thì thay mặt cho bà con xã Long Hữu, cảm ơn chị thật nhiều. Rồi cảm ơn nương, cảm ơn mấy anh em cũng đã hỗ trợ. Rồi cứ nhận. Cái phần nãy là mình còn 100 mấy. 134 ngàn. 134 ngàn thì bây giờ là con bù vô. Con thấy nãy giờ con nhìn là thấy cô như mắt cô cũng không được thấy đó. Đường dạ. Cho nên là cái cũng đừng có ai mà kiểu như phân biệt cái phần này. Tại cái phần này là dư 100 mấy, nhưng mà thấy cô vậy thì gửi tặng cô. Rồi, con gửi tặng cho cô nha. Cảm ơn. Dạ. Ông chắc là để gạo mấy em nó phụ kinh cho coi. Chứ không là không. Không
những phần quà ý nghĩa cả nhà. Cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều nha. Chị cũng đã gửi tặng đến quê hương của Tâm này mấy chục phần quà. Tiếp tục lại còn 5 phần. Thì cho xong ở đây thì Tâm hẹn với bà con ở dưới chỗ ấp Cùng Tàu thì 4 giờ chiều nha. Ở trên này thì mình trao 15 phần. Chúng tôi mời võ quà trường vi lớp 12. Mùi thị Mỹ Thanh lớp 13. Lê Thị Thu Thảo lớp 16. Phạm Quỳnh Anh lớp 16. Nguyễn Chí Mỹ lớp 16. Rồi kính về đi à. Được rồi, mấy kính đi. Một đứa gái nè, gái với cô. Rồi cảm ơn bà con mình rất là nhiều nha, cảm ơn Nương nha. Nương đã cũng hỗ trợ cho anh với chị cũng làm cái chương trình này. Đúng ra Nương thì trước thì Nương ở ngoài kia thì cũng nhờ em. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Tâm. Thì có dịp đi, nếu mà có dịp thì anh với chị sẽ liên hệ với em, mình sẽ làm tiếp. Dạ. Để anh quay cái chương trình này lên thì bà con cũng quát vào có lòng hảo tâm mà muốn ủng hộ á, ở quê hương của mình á thì anh xin nhờ em kiếm những người mà có hoàn cảnh khó khăn hay là những em mà bé mà nó không có điều kiện này kia nọ thì mình sẽ giúp tiếp. Thì qua chương trình này thì em cảm ơn chị Hạnh nha. Chiều nay 4 giờ thì em sẽ về cho ở dưới ấp Cùng Tàu ở tại chòi của Tâm ấy, rồi tiếp tục anh sẽ quay tiếp. Rồi cảm ơn em. Sớm thì Tâm với Hằng đi phát ở trên Long Hữu á. Bữa nay thì phát hai chỗ nha. Thì chiều Tâm với Hằng phát ở chòi. Thì ở đây là 19 phần, còn ở trên kia 15 phần, là tổng cộng 34 phần nha. Thì những phần quà này của chị Hạnh ở bên Canada gửi về, thì bữa nay Tâm với Hằng phát cho xong. Thì ở đây 19 người thì ở đây có danh sách hết rồi nha. Này là Út Đèo nè. Rồi Tèo. Rồi ba của Tèo nè, Lý, Nghĩa, dì Tư, dì Ba, anh Trí, Đặng Chi, ba Phê, ba Phối, bác Năm, cậu hai bé, Út Em, Mực, dì, hai Lý. Này đủ người rồi, bây giờ anh đọc qua một lượt một. Anh có biết ai đâu đọc. Đi vô ấy. Cái này Mực. Này là con của Nghĩa phải không? Này là Nghĩa nè. Ở này là Mực nè. Tới là Mực phải không? Còn đây là Cẩm Tiên. Ở này là dì Ba. Dì Ba nhận thùng mì thôi, còn gạo để mấy đứa nhỏ nó gần cho. Cậu hai bé. Này. Rồi dì Sáu. Rồi dì Sáu nhận cái thùng mì thôi, để gạo mấy đứa em nó lên phụ. Con nhận cho ai thêm một phần nữa đúng không? Dạ, nhận dùm thì để con đem lên sau. Kinh phụ lý ơi. Dạ, cảm ơn dì Ba. Dạ, cảm ơn dì Ba. Dạ. Cái này dì nhận mới có thùng mì á. Rồi tiếp tục. Rồi hết 5 phần rồi đó. Ở đây thì mình tới 19 phần nha. Phải 34 phần chia ra làm đôi. Thì sớm thì danh sách tiền bao nhiêu và quà bao nhiêu rồi Tâm đã đọc rồi. Thì tất cả cô chú anh chị em gửi về thì cô chú anh chị biết, thì còn người xem á nhiều khi không hiểu á, nói Tâm với Hằng thì vô khúc rồi ăn uống gì tùm lum á, nhưng mà thôi kệ không sao, chuyện đó là chuyện của người ta, còn cái người cho là tự động ta biết nha. Có
xong rồi bữa nay lại biết là phụ rồi đó cả nhà. Kệ đi, mình bù chút đỉnh không nhầm gì hết. Phụ thêm chút. Bao giỏi kìa. Đó, miếng nào. Rồi. Ủa cái này giờ tới nhiêu phần? Nãy nhiêu vậy? Nãy có 5 hả? Nãy là hết nhiều cái đó. Là 6 phần hả? Ai cũng 6 7 à, mỗi lần là 6 chứ. Rồi, giờ vô đem. Lên lên đi. À. Rồi đây thùng mì nữa. Đây thùng mì, còn thiếu thùng mì bánh bao. Rồi nè, chở cho bà nội luôn nè, bà ngoại luôn nè. Đây chở cho bà ngoại luôn. Đây là của bà Nam nè, nghe lần ấy tới chở về lại cho bà luôn nghe bà Nam. Cái này là của em đi cua nè. Cái này là của em đi. Em lãnh hai phần để lãnh giùm chiên phần. Dạ dạ. 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 Dạ dạ rồi cảm ơn chú bác Năm. Dạ, kinh kinh dùm của bác Năm qua đi. Dạ, coi chừng bác Năm ơi. Cái này của bác Năm nè, anh Quấn Vinh lên. Bạn cái này của ai? Cái này của chị Lan Thê, chị em thuộc. À, rồi rồi. Anh Sáu chở giùm chị Ba đi. Rồi còn lại nhiêu phần? 7 phần. 7 phần cứ ghi ra đây đi, của em nhận nè. Chị xuống nào chị? Ờ anh chỉ vô hả? Rồi chúc chị nhận thùng mì với bao gạo chở chảnh luôn. Cái đó luôn hả? Đó dạ. Cái này luôn hả? Dạ. Rồi cái này phần của chị với anh Chí nè. Rồi chị ginh vô đi. Để đây thôi. Dạ. Không, cái đó của mợ 10 con. Đem hai thùng mì ra đây. Bao đem ra đây con. À. Cái đó của mợ 10 con thùng á. Của bà 10. Rồi của bà 10. Rồi còn nhiêu kinh ra đây. Đây ha, ơi. Rồi còn bao nữa kìa. Tới eo ra. Rồi bây giờ nè của Tèo. Tèo em phần, ba em phần nè. Hai phần. Rồi Bích nhận đi em. Của em. Tèo vinh lên cho vợ đi. Rồi của Lý phần nè. Rồi rồi này của Út em nè. Rồi Út Đèo nè. Rồi, rồi 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 có gì tư mà rồi đủ rồi 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 rồi